Trong clip này thì em sẽ ghép cho các bác một cấu hình rất là gấu mà tầm tiền lại hợp lý. Cấu hình hôm nay gồm có cặp loa Sony này G7 bát 40. G7 bát 40, loa rất là đẹp. Anh em nhìn những cái phần từ phần gân bát 40 này. Đấy. Có độ bóng nhất định này. Chứng tỏ là gân còn rất là mềm. Em này nặng khoảng 1 tạ. Cái cấu hình này thì bình thường em sẽ ghép âm ly, nhưng hôm nay em sẽ ghép cục đẩy. Nghe cục đẩy thôi, nhưng mà em phối cho anh em một cục đẩy cùng dòng luôn nhé, cùng Sony luôn. Và nếu mà chơi đẩy không thì thực ra chơi cũng được, nhưng mà nếu chơi đẩy không thì cái dòng nhạc mà chơi nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì khi đẩy không thì tiếng nó sẽ rất là mộc. Cho nên là để mà cấu hình này mà muốn nghe đa dạng dòng nhạc thì bắt buộc mình phải thêm một chiếc âm sắc. Thì âm sắc thì có hai phương án dùng âm sắc. Một là các bác có thể dùng equalizer như em đang dùng. Hai là các bác dùng dề. Còn nếu trường hợp mà các bác hát karaoke thì các bác có thể không dùng dề, không dùng equalizer mà các bác dùng luôn một chiếc vang cũng được. Bởi vì bản thân vang nó cũng có âm sắc này. Đấy. Thì ghép cấu hình này thì nó lợi về cái gì? Cái gì bất cứ phối ghép thì nó đều có mục đích. Thứ nhất là để cho nó chất âm nó hay. Cái thứ hai ấy, cái mục đích hướng đến đó là cái kinh tế, cái chi phí nó hợp lý, nhưng mà vẫn phát huy được hết chất của em bát 40 này. Với một cặp loa bát 40 này nặng khoảng 1 tạ như thế này ấy, để ra được hết lực bát của nó thì mình cần một chiếc âm ly công suất nó đủ tải. Mặc dù là bát 40 nhưng mà công suất em này cũng không phải là quá khó nhé các bạn nhé. Em này công suất có 100W một chiếc thôi. Trong khi em này là công suất tiêu thụ là 230W. Thì với chiếc đẩy 330ES này cùng dòng Sony luôn, cùng Nhật luôn. Thì để vào đây riêng phần lực nó đã đủ đáp ứng cho em Sony G7 này rồi. Đó. Rồi em có thêm chiếc quai cũng của Nhật Technic 8046 này. Để kéo cái giải ra. Cho cái giải bát nó thấp xuống, giải tép nó cao lên để nghe nó sẽ hay hơn. Thì cái full bộ này thì đều là đi 100 nhé. Em báo giá cụ thể cho các bác để các bác nắm được. Đây là đồ đã qua sử dụng, đồ second hand, cho nên giá nó cũng sẽ có cái độ thay đổi tùy vào cái sản phẩm nhé. Tùy vào cái sản phẩm, bởi vì nó số lượng nó về nó có 2-3 chiếc thôi. Chiếc này thì có giá là 4,4 triệu này. Chiếc đẩy này thì 5,5 triệu này. Cặp loa này thì 21,8 triệu này. Đó. Bây giờ em sẽ test cho các bác. Nguồn phát em vẫn dùng nguồn phát từ iPad nhé. Anh em nghe thử. Ngoài trùng dương đón thuyền anh nhấp nhô xin sống xa xa tắm.
sóng xô muôn lớp quân chim tiến như tràn bờ. Thực tế ở ngoài anh ép nghe rất là phê các bác, nghe rất là phê luôn. Nói chung là về cả hình cả tiếng ấy, thì phần hình thì mình hơi chê một chút thôi. Phần hình với mình là ghép chuyên và mình cũng tương đối là kỹ, thì mình chỉ có không ưng thứ nhất là chiếc quai và chiếc đẩy này, thì vì cái đẩy Sony này nó có thêm phần hồi gỗ, cho nên bề ngang nếu mà xếp chồng như này ấy, nếu các bác xếp chồng luôn như này ấy, thì nó nhìn nó sẽ hơi không được đẹp, không được đẹp mắt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, thì nó đều là màu tối thôi, tuy nhiên thì cục đẩy thì nó lại màu đen đấy, còn cái em này thì nó lại màu nòng súng hay là màu lông chuột cũng được đấy. Thì là hai cái đấy là mình chưa ưng thôi. Còn lại nhá, về cái cấu hình, về chất tiếng ấy, thì như các bác biết là em này 4.4 triệu, em này 5.5 triệu, nó khoảng 9.9 triệu, gọi là 10 triệu. Với cái cấu hình 10 triệu để mà chơi kiếm 1 triệu đi, tầm 10, kể cả tầm 15 triệu đi, được lực tốt như này thì có thể tìm được chiếc âm ly lực tốt. Nhưng mà lực tốt mà đi đôi với phần âm sắc tốt như cái cấu hình này thì không có, chắc chắn là không có. Còn kiếm 1 chiếc âm ly mà tầm 15 triệu mà có phần âm sắc tốt như cái equalizer này ấy, thì lực thì nó lại không có. Đấy, các bác hiểu không? Đấy, thì khi mình phối như này rồi thì nó gần như đây. Đây thực ra nó chỉ có kém cái bộ dề bao ở chỗ là cái phần đây gọi là vẫn là dề, nhưng mà nó sẽ không có nhiều cái ngõ cắm vào thôi. Đấy, dề thì nó sẽ có nhiều ngõ cắm vào hơn. Còn phần âm sắc của dề thì không phải âm sắc của phần dề nào tiếng nó cũng tốt được như equalizer. Đấy, ghép cái gì nó cũng sẽ có những cái mặt ưu và nhược điểm. Thì với những cái người ghép chuyên như em thì em sẽ đưa cho các bác những cái gợi ý, những cái mà nhận định ưu nhược điểm của từng bộ. Chắc chắn là với cấu hình này rất là tốt luôn, tiếng rất tốt. Còn về cặp loa thì không có gì phải phàn nàn rồi. Đây là một cặp loa Sony của Nhật. Sony của Nhật Bass 40. Các bác biết là có, nếu mà nó là TV ấy, thì anh em rất ưa chuộng, nhưng mà sang phần âm thanh ấy, thì cái thương hiệu này nó rất là không được ưa chuộng. Vì thế cho nên với cấu hình Bass 40 khủng như thế này, cặp loa rất là đẹp, zin, mà có giá có 21.8 triệu. Thực ra đôi này giá thị trường bây giờ vẫn khoảng 23-24 triệu các bác nhé. Bên em thì luôn nhập về cho các bác những cái sản phẩm chất nguyên chất bãi, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nghiên cứu cấu hình này, một cấu hình ngon bổ hợp lý trong tập tiền. Cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.